Thưa các bạn, theo thông tin mới tin mới nhất từ Bộ Y tế thì cả nước hiện nay có hơn 2.000 ca mắc Covid-19. Bên cạnh đó cũng đã ghi nhận một ca tử vong sau khoảng một thời gian dài dịch bệnh đã ổn định thì bây giờ dịch bệnh đã chính thức quay trở lại. Cụ thể cả nước hiện có 2.501 ca mắc Covid-19, tức là mức cao nhất trong hơn nửa năm qua. Đến ngày 25 tháng 4 thì ghi nhận một bệnh nhân Covid-19 tại Nam Định đã tử vong. Số bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 145 ca. Mặc dù dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hệ miễn dịch cộng đồng cũng đã được sản sinh. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan và chú trọng bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như người thân trong gia đình. Kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam có 11.549.186 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy là cứ bình quân 1 triệu người thì có 116.713 ca nhiễm.